Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu ôn tập cuối tuần môn toán lớp 2. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 32. Phép trời có nhớ trong phạm vi 1.000 tỷ Việt Nam, em làm được những gì? Bài số 1. Đúng thì ghi đi, sai thì gáy vào ô trống rồi sửa lại cho đúng. Rồi, cái này chúng ta xem đúng hay sai đây. Cái này là 683 ta trừ cho 54. Cái này đặt sai ra, đặt sai. Chúng ta sửa lại là chúng ta sẽ được đặt là 683 54 chúng ta sẽ lùi qua bên này. Đó. Ba ta trừ 4 không được, ta lấy 10. 13. 13 ta trừ 4 là bằng là 9. 9 ta trả 1. 5 còn 1 bằng 6, 8 nó trừ 6 là còn là 2. 6 ta hạ xuống. Bài này 0 ta trừ cho 7. Như vậy là 0 trừ 7 không được, ta lấy 10, 10 trừ 7 còn 3. Như vậy chỗ này là sai rồi. Được không? Đấy này là sai. Chúng ta phải trừ lại. 580 ta trừ cho 367. Không ta trừ 7 không được, ta lấy 10. 10 ta trừ 7 là còn lại là 3. 3 là trả 1. 6 1 còn 7. 8 trừ 7 còn 1. 5 ta trừ cho 3 còn lại là 2. Bài này 5 ta trừ 8 được, ta lấy 15. 15 ta trừ cho 8 còn 7. 7 là trả 1. 7 ta trừ 1 là bằng 6. 5 hạ xuống. Như vậy cái này đúng. Đúng là khó cần sửa. Chúng ta qua bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Rồi chúng ta cộng hai này lại. 5 ta còn 7 là bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 2, 1, 3, 3, 1 nhớ 4. 3, 4, 7. 742 bên này là 702. 742 lớn hơn. Tại vì cái hàng chục bên này là cái hàng trăm là 77. Hàng chục là 4, hàng chục là 0. 4 lớn hơn 0. Bài này 2 ta cộng 8 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 4, 5, 6, 8. Cái này 900 mà ta trừ cho 40 bằng là 860. Bài này cộng 860 là bằng nhau. Bài này 834 mà chúng ta sẽ trừ cho 271 bằng là 563. Bài này là 607, như vậy là 563 bài hơn. Bài này 583 ta trừ cho 476 bằng là 107. Bài này chúng ta cộng lại 299 ta cộng cho 90 bằng là 389. Như vậy thì cái bài này bé hơn, bài này lớn hơn. Bài tiếp theo là bài số 3. Bảng dưới đây cho biết độ cao của một ngọn núi ở miền Nam nước ta. Tây ngọn núi, độ cao. Núi Cấm An Giang. Núi Cấm này ở An Giang là độ cao là 705 m. Núi Bà Đen ở Tây Ninh là 986 m. Núi Chứa Chan ở Đồng Nai là 837 m. Núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 500 m, cao 500 m. Câu A, viết độ cao các ngọn núi trên theo thứ tự là từ thấp đến cao. Từ thấp đến cao, như vậy chúng ta so sánh ba số này, bốn số này. Như vậy trong này là 500 là bé nhất, như là thấp nhất là 500. Rồi tới là 705. Rồi 837. Và cuối cùng là 986. Trong bảng trên, ngọn núi cao nhất. Ngọn núi cao nhất là ngọn núi này. Thì từ đây, đây thì nó là thuộc về núi Bà Đen.
Ngọn núi thấp nhất là 500, 500 tương ứng với lại là núi Dinh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Núi Cấm cao hơn núi Dinh là núi Cấm đâu? Núi Cấm đây, núi núi Dinh đây. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là núi Cấm là 705 này, ta trừ cho núi Dinh là 500 này. Đó. Như vậy là bằng là 205. Là 205 mấy. Đó, hai này trừ nhau. Câu số 4. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Hình nào có đúng hai số lớn hơn 480? Như vậy hình 1, hình 2 và hình 3 có hai số lớn hơn 480. Như vậy là cái này có hai số, ba số đều nhỏ hơn, nói chung là tới bốn số luôn. Hai số này, ba, hai số này nữa là bốn số, như vậy không phải. Người ta yêu cầu là có đúng hai số lớn hơn một số này. Cái này là 500 lớn hơn nè, 465 nè nhỏ hơn, 480 là bằng nhau. Vậy cái này cũng phải. 500 là lớn hơn nè, 481 lớn hơn nè, 453, 469 bé hơn nè. Vậy là hình số 3. Hình 3. Câu C. Câu B, hình nào có đúng hai số nhỏ hơn số 270? Nhỏ hơn 270. 270 đúng không? Như vậy là 264 nè, 1 nè, 257, 2 nè. Vậy hình này à, hình 1. Hình 1 là câu A. Hình nào có số lớn hơn số 490 và nhỏ hơn là 510? Lớn hơn 490 và nhỏ hơn 510 đây, 510 đây. Lớn nhỏ hơn lớn hơn 490. Như vậy thì đây là có 510. Như vậy cái này không hợp lý. Đây cái này 500. 500 nó sẽ lớn hơn là 490 và nó nhỏ hơn là 510, được không? 490, 500 nó nằm ở giữa và 510 ở đây. Như vậy là cái này lớn hơn cái này và nhỏ hơn con này. Như vậy thì nó thuộc vào cái hình này. Cái hình này là hình số 3. Hình số 3 nó chính là con số 500. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Buổi sáng cửa hàng bán được là 185 kg gạo, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng là 38 kg gạo. Tính khối lượng gạo cửa hàng đã bán buổi chiều. Như vậy thì buổi sáng này là bán là 185 kg. Mà buổi chiều thì bán, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng là 38. Rồi. 38 kg. Như vậy người ta hỏi buổi chiều là bao nhiêu, ta lấy số này ta trừ vào số này thì nó sẽ ra. Rồi chúng ta dựa vào cái này. Số kg gạo buổi chiều bán được là, số kg gạo buổi chiều bán được là 185 là buổi sáng, buổi chiều bán ít hơn là 38 kg bằng 15 trừ 8 bằng 7, 701, 4, 4, 1. Như vậy là 147 kg gạo. Đáp số 147 kg gạo. Chúng ta qua câu số 6. Một gói kẹo có 150 viên kẹo chanh và kẹo dâu. Biết
Trong gói kẹo đó có 48 viên kẹo chanh. Hỏi gói kẹo đó có bao nhiêu viên kẹo kẹo dâu? Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Phép tính tìm số kẹo dâu. Như vậy trong này thì 150 thì nó gồm là 150 này. À. Như vậy trong này á nó gồm là chanh và dâu, đúng không? Chanh và dâu. Như vậy người ta nói tiếp theo là biết trong gói kẹo đó có 48, như vậy loại này là 48. Như vậy chúng ta tính cái kẹo dâu này là bao nhiêu? Thì ta lấy 150 ta trừ cho 48, nó sẽ ra 150 ta trừ cho 48. 150 trừ 48, 150 trừ 48. Nhưng mà cái kết quả nó là khác nhau. Chúng ta đi trừ, chúng ta tính xem 150 mà chúng ta sẽ trừ cho 48 thì ra là 102. Đây, cái đáp án này mới đúng nè. 102. Câu số 7. Người ta cho A 72, B 65, C 18, D 15, E 35. Chọn hai túi kẹo nào để có 90 viên kẹo? Trả lời chọn hai túi. Rồi, chúng ta đi tìm. Hai cái cộng lại là bằng 90 đúng không? Như vậy con số 2. Đây, chúng ta sẽ chọn với lại con số 8 để tận cùng là số 0 cuối cùng. Đó. 72 chúng ta sẽ cộng với lại là 18 thì bằng là 90. Đó, 90. Như vậy gói kẹo A và C. Rồi chúng ta kiểm tra cái này thử xem. Cái này là 65 tặng cùng là 5 này, tại vì người ta họ nói là 90 đúng không? Như vậy tặng cùng là con số 0. Thì chúng ta sẽ cộng hai con số lại với nhau làm sao đó có con số 0. Chúng ta nhẩm là phải có con số 0 cuối cùng. Đây 5, đây 5 là 5 cộng 5 là bằng 10. Nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7, 7 cộng 1 nhớ nó bằng 8, như vậy không đủ. Ta lấy số này ta cộng với số này thử xem. 65 mà ta cộng với 35 về bằng 100, nó dư rồi. Hai này cộng lại thì không đủ. À, còn chẳng hạn như là 72 ta cộng với lại cái này thì không được, tại vì 2 ta cộng với 5 là bằng 7, tận cùng là nó chữ là số 0, như vậy là không được. Vậy A và C. Chúng ta qua câu số 8. Em hãy thực hiện các phép tính rồi viết chữ tương ứng với kết quả đúng vào ô trống. Em sẽ biết được tên của một loài hoa gắn với tổ hợp trò. Rồi chúng ta tính, rồi chúng ta viết xuống đây, được không? Có nghĩa là chúng ta tính cái này được cái kết quả ví dụ như 80, được không? Ví dụ như là được kết quả 80 thì chúng ta ghi chữ ơ dấu nặng vào đây. Cái kiểu vậy đấy. Rồi hai này cộng lại là bao nhiêu đây? 4 cộng 6 bằng 10, không ta nhớ 1. 3 4 7 8 80. Ồ. Thì ví dụ mà nó lại đúng luôn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền cái chữ này này. Ơ và dấu nặng. 58 ta cộng với 50 là bằng là 8, 108. Đây. Như vậy chỗ này là chữ H. Cái này cộng lại là 107. 7 đây, giờ là chữ G. Cái này trừ nhau là bằng là 60. 60 đây là chữ P. Cái này cộng lại 7, 3, 10 không nhớ 1. 6, 7, 7, 10. Giờ là chữ U. 3, 8, 11, viết 1 ta nhớ 1. 8, 9, 9, 11. Trên N như là hoa phượng. Đây là hoa phượng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.